Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay là mùng 5 Tết và cũng là ngày nghỉ cuối cùng của mình. Sau một thời gian mình chờ hoài không thấy tuyết rơi thì cuối cùng hôm nay nó cũng đã rơi. Thì năm nay có vẻ rất là ít tuyết hơn mọi năm. Hôm nay mình sẽ đạp xe dưới cơn mưa tuyết để quay cho các bạn xem cái cảnh tuyết ở Nhật nó đẹp như thế nào. Hiện tại thì cái vùng mình đang ở là vùng núi nên nó rất là buồn và lạnh, tuyết đã rơi nhiều nữa. Nên đây là chiếc xe đạp đã theo mình suốt 5 năm trời và hiện tại nó cũng đã hư rồi. Thắng thì không có ăn nữa các bạn. Nó liều mình chạy vậy. Hiện tại tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nhìn thấy cảnh này tuy đẹp nhưng rất là lạnh. Thôi mình sẽ dừng video tại đây vì tay mình đã bị tê cứng và không cầm được máy quay nữa rồi. Xin chào, tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé.